Hello tất cả các bạn nha. Hiện tại thì đây một lô xe mới về chi nhánh Tân Phú của mình nữa nha. Chi nhánh bên 369 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây một lô xe xuống nữa thì hiện tại là về cái lô này chủ yếu là dòng Sprint TT anh chị nha. Sprint TT và những cái màu mới. Đó là màu xám Titanio. Hay. Rồi, hiện tại thì cái giai đoạn này nếu mà anh chị nào mua xe ha thì cực kỳ hợp lý luôn, tại vì hiện tại thì bên em đang có chương trình là miễn phí 100% thuế trước bạ cho tất cả anh chị luôn mình mua xe. Rồi, nếu mà anh chị mà ở thành phố Hồ Chí Minh á thì cái thuế phí trước bạ hiện tại là đang ở mức là 5%. 5% của 84,8 triệu như là con màu xám ở đây ha, thì nó tương ứng với lại là 4 triệu luôn á anh chị. Dạ. Mua xe em được tặng thuế trước bạ kèm theo quà tặng rất nhiều luôn, thì cực kỳ là thích luôn. Đây, hiện tại xe đang về, hiện tại là đang dẫn từ Chành ha. Xe này là về từ nhà máy của Vĩnh Phúc về luôn anh chị nha. anh này là xe ở hộ nghèo về anh chị nha. Chơi xe Vespa nhiều quá là bắt đầu nghèo luôn là vậy nè. Đây, bạn này là hảo Vespa đang dẫn xe vô nè. Tất cả màu sắc luôn em đều có đủ anh chị nha. Wow, rất là nhiều, hiện tại trời đang rất là nắng luôn. Và tụi em là đang xuống xe để mà nhập kho. Thì xe này hiện tại đã date mới luôn, vừa sản xuất cái in từ nhà máy về là tụi em đem về liền luôn. Và có anh chị nào có đang tham khảo về bất kỳ dòng xe Vespa nào cứ mạnh dạn liên hệ với em nha. Số điện thoại em để trên màn hình, hoặc là để lại dưới bình luận để em có thể là chăm sóc mình một cách chu đáo nhất nha. Rồi, xin chào anh chị. Thank you.